nay công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ hướng dẫn mọi người lắp đặt dây mực cũng như là cách vận hành với máy của Argox IX350. Thì đây là một máy công nghiệp của Đài Loan. Đây, đầu tiên thì mọi người mở nắp máy lên. Này, một bên hông nó có cái chỗ mở. Đầu tiên nó sẽ hướng dẫn mọi người lắp đặt giấy. Em sẽ ngang qua thân giấy. Thì em đã chuẩn bị sẵn một cái cuộn giấy test ở đây. Thì đây có cần gạt, mình hạ cần gạt xuống. Đặt giấy vào bên trong. Sau đó mở cần gạt lên, đẩy cái cần gạt màu cam này sát lại với khổ giấy, nhằm mục đích để cho giấy không có chảy. Rồi, thứ hai là mình cùng gắn cái cần gạt màu cam này ở trước này lên. Đây là đoạn giấy test của máy. Rồi, bà chú ý rồi. Đây cũng có một cái cần gạt màu cam này, mình hạ xuống này. Rồi đặt qua, đi qua giữa hai cái khe và cũng đi qua cái khe màu đen này. Các bạn chú ý kỹ nha. Đây. Đó, đi qua giữa hai cái khe màu đen này. Rồi. Bạn có thể đẩy cái màu đen này vừa sát với cái khổ giấy của mình. Đó, khóa lại. Nhằm mục đích là không cho giấy xê dịch ra vào trong lúc in, để cho bạn in mình nó không bị lệch. Như vậy là quá trình lắp giấy đã hoàn thành. Các bạn chú ý ở những cái cần gạt màu vàng màu cam này thôi. Lòn qua giữa cái khe, đi qua cái cảm biến phía dưới, cái vị trí cảm biến đi qua lòn dưới đây. Rồi tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người lắp mực. Trục mực thì có hai cái trục, một là trục thu, hai là trục mực. Thì ở trên cái nắp máy nó cũng có hướng dẫn chi tiết cái cách lắp giấy, các bạn có thể nhìn theo. Đó, các bạn có thể nhìn theo cái đường đi của giấy và mực cũng tương tự. Giấy thì có cái đường đi màu xanh, còn mực thì có đường đi màu đỏ. Đây, giờ mực thì có hai trục, một là trục thu mà hai là trục mực. Thì trục thu mình sẽ gắn ở trước, phía trước này. Các bạn nhớ nhé, cái trục thu mình gắn ở phía trước đây. Đây là vị trí gắn của trục thu. Rồi còn đây là gắn mực. Các bạn là phải đầu tiên các bạn xác định được mặt nào mặt mực. Thường mực là nó mặt ở ngoài, còn nếu có một vài trường hợp là mực nằm mặt ở trong. Thì lúc nhà cung cấp, người ta cung cấp mực hay là gì đó, mình đặt mực outside inside thì mình sẽ biết. Rồi, đây các bạn đẩy sát rồi. Đẩy sát ra một lần. Rồi. Đây các bạn luồn qua cái cùng đầu in ở phía bên dưới này. Luồn qua cùng đầu in phía bên dưới này. Đây. Mình đã luồn qua xong. Luồn phía bên dưới, luồn xuống dưới. Tới đây các bạn có thể lấy một ít băng keo để dán lại, hoặc có thể là thao tác và cuốn vào luôn. Đây. Sau đó là đóng cần gạt màu cam xuống. Vậy là quá trình lắp giấy mực của mình đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ngoài thắc mắc hay là cần hướng dẫn thêm, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mã Vạch để được hỗ trợ. Mọi thông tin mình để bên dưới video. Xin cảm ơn.